mua được đây hai cái chân quay để em phục vụ cho những việc quay của mình. Thì những clip trước giờ thì nó rất là rúng. Đây, anh chị đã gửi ý kiến cho em, đó chính là mua một cái chân quay để phục vụ, thì em đã mua đây. Đây là hai cái chân quay và một cái điều khiển từ xa của chân quay. Giờ thì em sẽ giới thiệu chân quay đó nhá. Nó cho chúng ta một cái túi này. Giờ thì em sẽ mở ra. Rất chi là nhiều phụ kiện anh chị ạ. Đây, em sẽ bỏ xuống. Rất chi là nhiều phụ kiện. Đây là cái gọi chung là cái điều khiển đấy. Và đây là mỏng cuối cùng, đó chính là cái chân quay bạch tuộc. Giờ thì em sẽ giới thiệu cái chân quay to này trước nha. Đây, giờ em sẽ lắp ráp chân quay này. Rất chi là khó bỏ. Đấy, chúng ta đã được một cái chân quay này này. Ngoài ra chân quay này có thể nói chung là nó sẽ dạng ra ra nhỉ? Em sẽ ra. Rồi thì em đang tết cái chân quay của em này. Đấy, rất chi là mượt nhá. Đây là anh Mạnh. Hôm nay bọn em sẽ tranh trình hình hành trình đi dạo phố con cuống. Bây giờ bọn em sẽ bắt đầu. Okay, let's go. Bây giờ bọn em sẽ bắt đầu ra ngoài chơi, có nghĩa là đi dạo quanh Nghệ An của em. Yeah, ở trong nhà ấy, gì thì bố mới đồ đậu. Xe bây giờ anh Mạnh sẽ ra kém nha. Đây buổi đêm cho nên nó hơi mơ tí. Đó chính là điểm khu du
lịch thử nghiệm ở con cuốn chúng em, cùng đồng thời là nhà khách sạn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất ở con cuốn chúng em. Thank you.
được lên trên tầng, bọn em rất là buồn. Bây giờ bọn em sẽ bắt đầu đi những địa điểm khác nhá. Bảo vệ nha, môi trường anh chị. Đó, thì anh chị ạ, bây giờ bọn em sẽ bắt đầu đi rào con cua một vòng rồi nhá. Thì rào con cua một vòng xong bọn em sẽ về ngủ để ngày mai có sức làm những video ý nghĩa hơn cho anh chị cùng xem. Ok.
Đó, thì bọn em đã về tới nhà. Thì ở trong đoàn ở ngoài đường ấy, không khí buổi đêm của con cuống rất chi là mát. Đi bọn em đi dạo nói chung là rất chi là mát. Đây bọn em đã về tới nhà và bật điều hòa lên thì mát hơn. Đây thì em đã kết thúc đi một buổi đi tham quan Mường Thanh cho anh chị xem. Đó, bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn là mọi người ở lúc những video sau nhá. Anh chị hãy nhớ like này.